Văn hóa công sở trong trường học đó là việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức, tác phong nghề nghiệp, ngôn phong giao tiếp trong mối quan hệ ứng xử giữa các thầy cô giáo với nhau và giữa thầy với trò. Tùy vào mỗi cấp học và ở những độ tuổi khác nhau sẽ có những chuẩn mực thực hiện về văn hóa, không gò bó gượng ép mà làm sao phải có tính mềm dẻo, linh động, tạo ra môi trường sư phạm lành mạnh, an toàn và thân thiện. Là cô giáo dạy lớp 1 thì với tôi thì tôi thấy rằng là các con rất là cần sự tỉ mỉ, cẩn thận và chỉn chu từng chút một. Và đặc biệt là trong cái giai đoạn từ mầm non lên tiểu học thì các con có những tâm lý thay đổi. Nên là chúng tôi có những phương pháp rất là gần gũi làm sao cho các con, các em thấu hiểu và dễ hiểu nhất để làm sao các em có những điều thú vị cảm nhận đến trường cũng như là ở nhà. Ở môi trường đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tương lai, Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên nhiều năm qua đã có nhiều giải pháp thiết thực góp phần xây dựng và hình thành nét đẹp văn hóa công sở của nhà trường một cách nghiêm túc và đi vào nề nếp. Mỗi thầy cô giáo luôn là những tấm gương sáng mẫu mực để học sinh học tập và noi gương. Bước chân vào trường Đại học Sư phạm thì em cũng đã rất là ấn tượng với cảnh quan cũng như là môi trường khi các thầy cô giáo lên giảng đường hay là làm việc ở các môi trường ở trong nhà trường thì các thầy cô đều ăn mặc và có tác phong rất là chỉnh chu, lịch sự. Và đấy cũng là những điều mà em học tập và cũng mong muốn để sau này trở thành khi làm một giáo viên. Em cũng mong muốn sẽ trở thành một người giáo viên mẫu mực và chỉnh chu lịch sự như các thầy cô giáo ạ. Người giáo viên khi mà tốt nghiệp ra trường thì ngoài cái việc truyền tải kiến thức, dẫn dắt và truyền cảm hứng thì cái hình ảnh của người giáo viên còn ảnh hưởng rất lớn đến các bạn học sinh sau này. Chính vì vậy nhà trường đã xây dựng cái quy tắc ứng xử của người học trường Đại học Sư phạm, quy chế văn hóa trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Thái Nguyên để giảng viên, người học và đặc biệt là cán bộ viên chức người lao động của nhà trường tham chiếu và thực hiện. Và trong năm học 2023-2024, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh cái hoạt động thực hiện văn hóa nơi công sở, thực hiện tuyên truyền mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Trong môi trường giáo dục hiện nay, văn hóa công sở được xem là nét đẹp của ngành sư phạm, làm sáng ngời hình ảnh cao đẹp của người giáo viên nhân dân, tạo môi trường thân thiện, học sinh tích cực. Chính vì vậy mà việc thực hiện văn hóa công sở luôn được các nhà trường phát huy một cách thường xuyên. Xem đây là phong trào thi đua nhằm đổi mới sáng tạo trong dạy và học, hướng đến môi trường giáo dục văn hóa văn minh.